Thành phố Hồ Chí Minh vận động ép không khỏi bệnh tham gia phòng chống COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Y tế tham mưu việc vận động bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành điều trị tham gia tình nguyện phục vụ công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, tổ điều phối nhân lực phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố tham mưu việc vận động các bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành điều trị tham gia tình nguyện phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Sở cần tham mưu cho Ban chỉ đạo việc quản lý, cập nhật kịp thời, thường xuyên về khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của từng cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị cần thực hiện tốt việc phân loại, điều chuyển, điều trị hiệu quả các bệnh nhân COVID-19, đặc biệt các bệnh nhân nặng. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp cùng bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 để tham mưu cho Ban chỉ đạo việc điều phối lực lượng y tế tại cơ sở tiếp nhận, điều trị, quy trình chuyển và điều trị bệnh nhân cũng như hướng dẫn thuốc điều trị tại các cơ sở. Theo báo cáo mới nhất của Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ, 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0. Tổ điều phối nêu rõ, khó khăn hiện nay của địa bàn là số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng. Thành phố rất cần lực lượng bác sĩ, điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị bệnh nhân COVID-19 từ tầng 2 đến tầng 5 trong mô hình tháp 5 tầng. Đặc biệt là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn về hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao.